công tác phòng ngừa, đấu tranh luôn được các lực lượng chức năng triển khai nhằm hạn chế, ngăn chặn tối đa các vụ việc xảy ra. Tuy nhiên bên cạnh đó, đang bộc lộ những sơ hở chết người từ phía bị hại. 5 ngày thực hiện 6 vụ đột nhập, trộm cắp. Trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31 tháng 8 năm 2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp nhận được đơn trình báo của một số công ty trên địa bàn huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên về việc bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt trộm cắp tiền. Hai trong nhóm 4 đối tượng người Trung Quốc trộm cắp bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ. Điển hình, đêm 27, rạng sáng 28 tháng 8, kẻ gian đột nhập văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Chính Đạt ở khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, cậy phá hai két sắt trộm cắp số tiền 190 triệu đồng, 1.000 đô la Mỹ, cùng nhiều ngoại tệ, tổng thiệt hại trị giá khoảng 250 triệu đồng. Một ngày sau, kẻ gian lại thăm văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Gina chi nhánh Vĩnh Phúc xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, cậy phá két sắt, trộm cắp số tiền gần 19 triệu đồng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận cùng thời gian trên, kẻ gian đột nhập vào phòng kế toán công ty Bê Tông Bảo Quân ở xã Quốc Lưu, huyện Bình Xuyên, cậy phá két sắt trộm cắp số tiền 25 triệu đồng. Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định tác giả các vụ trộm trên do một ổ nhóm gây ra. Bọn gian lựa chọn thời điểm phạm tội vào ban đêm, trước dịp các công ty chuẩn bị nghỉ lễ, không có người làm việc, lực lượng bảo vệ mất cảnh giác, hệ thống camera an ninh không có hoặc ghi hình mờ. Công tác rà soát đối tượng nghi vấn được triển khai trên diện rộng và ban chuyên án tổng hợp được các đầu mối thông tin khá bất ngờ, nhiều khả năng nhóm trộm chuyên nghiệp trên từ bên kia biên giới sang gây án. Chiều 31 tháng 8, Tổ công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua khai thác nguồn tin và đã tiến hành kiểm tra lưu trú nhà nghỉ Ba thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên. Tại đây, có 4 người Trung Quốc thuê hai phòng trên tầng 3 với nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong phòng ở của số khách ngoại này, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thanh xà cầy, một đôi bao tay màu đen đã qua sử dụng, hơn 300 triệu đồng cùng số lượng ngoại tệ. Sau một ngày bị đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác đấu tranh, nhóm 4 đối tượng gồm Di Trung Hiếu 1987, Hoàng Thế Giang 1988, Hoàng Nhật Thu 1984 và Hoàng Sĩ Ba 1983 đều ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, từ ngày 26 đến 30 tháng 8 năm 2019, trong giai những vị khách đi du lịch, ổ nhóm này đã thực hiện 6 vụ đột nhập, cậy phá két sắt, trộm cắp tài sản tại các công ty trên địa bàn thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, với chiến lợi phẩm gần 400 triệu đồng. Tiền tỷ bay hơi bởi nhóm trộm chuyên nghiệp. Nếu như nhóm 4 tên trộm ngoại bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ táo tợn bởi thời gian gây án liên tục, thì ổ nhóm 3 người Trung Quốc bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố lại ấn tượng bởi những tính toán tinh quái và số tiền bất chính kiếm được lên đến cả tỷ đồng. Chân tướng nhóm người Trung Quốc gây nhiều vụ trộm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Con mồi của ổ nhóm này là các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và liên tục trong các đêm 17 tháng 4, đêm 19 tháng 4, rạng sáng 18 tháng 5 và sáng 11 tháng 6, 4 doanh nghiệp xi măng đã bị phá két, lấy đi tổng số tiền, tài sản theo trình báo, trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Không chỉ chuyên gây án ban đêm, những dấu vết hiện trường cho thấy nhóm trộm này đã nắm rất chắc đường đi lối lại, vị trí phòng có két sắt và đặc biệt, kỹ năng phá két khác hoàn toàn những vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ động trao đổi thông tin với các địa phương giáp ranh, ngày 20 tháng 6 năm 2019, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đơn vị chức năng đã truy bắt 3 đối tượng người Trung Quốc đang tá túc ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình trước khi chúng định khăn gói chuồn về nước. Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ là Liêu Chí Ba 1988, Di Kim Luyện 1982 và Di Chí Hoàng 1988, cùng trú ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Liêu Chí Ba đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại các tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam. Mỗi lần gây án xong, nhóm này trốn ngay về Trung Quốc, sau khi đã tiêu thụ tài sản phi pháp rồi đổi tiền ở khu vực cửa khẩu. Nhận diện thủ đoạn của tội phạm ngoại.
trở lại hành tung của nhóm 4 tên trộm bị công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam từ Lạng Sơn, sau đó mua 2 xe máy làm phương tiện di chuyển về Vĩnh Phúc vào ngày 26 tháng 8 với mục đích để trộm cắp tài sản. Đồ nghề và chiếc két sắt nhóm trộm thực hiện tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi thuê 2 phòng tại nhà nghỉ ở thành phố Phúc Yên, ban ngày, các đối tượng sử dụng xe máy đi lang thang, thăm tìm các công ty có thể đột nhập, rồi đánh dấu vị trí trên bản đồ ứng dụng điện thoại. Đêm đến, chúng đi theo bản đồ ứng dụng đã đánh dấu, đến vị trí công ty đã chọn, rồi đột nhập cậy phá cửa phòng kế toán, hành chính, dùng xà cày phá két sắt. Quái hơn nhóm trộm bị bắt tại Vĩnh Phúc, 3 kẻ lưu manh chuyên nghiệp bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khai nhận cứ hàng tháng, chúng bằng nhiều đường khác nhau nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng ngày 10 đến ngày 24, 25 để trộm cắp rồi quay về nước. Khi đã chọn được địa bàn để gây án, chúng thuê phương tiện di chuyển, mua các công cụ để phá két rồi bàn bạc kế hoạch đột nhập. Địa điểm nhóm lưu manh này nhắm đến là các công ty, nhà máy nằm trong các khu công nghiệp vì cho rằng ở đây luôn có nhiều tài sản giá trị lớn. Sau khi chọn được con mồi, chúng dành nhiều thời gian để nghiên cứu lối ra vào, vị trí có thể đột nhập và cả nơi tẩu thoát. Vị trí các đối tượng lựa chọn để đột nhập thường là ống khói của các nhà máy, do ít người qua lại và có tiếng ồn lớn. Có ví dụ, nhóm trộm này thông qua mạng Internet còn kết nối với đồng bọn ở quê nhà, biết tiếng Việt, nhờ hướng dẫn, chỉ đường. Cũng có những ổ nhóm người Trung Quốc khi sang Việt Nam gây án, đã câu kết với người bản địa để thực hiện tội phạm. Đơn cử như vụ trộm xảy ra đêm cuối tháng 4 năm 2019 tại một công ty thủy sản ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Lợi dụng lúc bảo vệ ngủ say, kẻ gian đã đột nhập, phá két sắt, trộm cắp 650 triệu đồng. Ngay khi nhận tin báo tố giác tội phạm, các lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã trích xuất camera nhà dân quanh khu vực và các tuyến đường, trạm thu phí, từ đó xác định được chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng để gây án. Truy nóng manh mối này, lực lượng phá án đã truy tìm được 2 đối tượng người Việt Nam tham gia phạm tội và xác định 3 đối tượng người Trung Quốc liên quan. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ kìm thủy lực, tuốc nơ vít, các thanh sắt có đầu nhọn để phá khóa và các ống côn sắt để tấn công nếu phát hiện có người theo dõi. Đánh giá về hiện tượng tội phạm ngoại sang gây án trộm cắp, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và mỗi gia đình cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động lắp đặt hệ thống camera an ninh, bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, đồng thời nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nếu phát hiện đối tượng nghi vấn. Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình, bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận khách là người nước ngoài nói riêng. Cần thực hiện đúng, đủ các thủ tục lưu trú để lực lượng công an nắm bắt và có biện pháp quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng tội phạm. Xem bài gốc tại đây.